Cái đấy. Mày tập đang ở vào đây đâu? dồn đam thằng này đi. Rồi dồn đam thử thằng này. Quẩy hết à? Bình có mua cọc mua đi để tao nhặt thôi. Tao 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 tao. Thiên động bại tượng này đứng. Ủa cái vương miện này ngon này Bính ơi, cái vương miện này ngon này. Vương miện cầm gì, cầm gì? Vương miện là khi mình bắn là mình sẽ được tăng tiền. Cho ai bắn nhiều ấy, ai bắn nhiều thì nhặt cái đấy. Ai bắn nhiều? Ai bắn nhiều? Có vẻ là không đi. Nó bắn cái gì? Bắn tay á? Bắn chiêu ấy. Bắn chiêu á? Bắn chiêu á? À, bắn thường và bắn chiêu. Thường thường thì bắn. Thế mình có lẽ chọn cổng mình chọn đi. Ở đây cái này là giảm mấy này, giảm à tăng thời gian cái vòng ấy này. Ủa phải phải. Cái tăng thời gian sạc vòng này. Cái này á. Cái đỏ đỏ này. Cái này á. Ừ cái đỏ đỏ tăng thời gian sạc vòng này. Ui địt mà. Rồi xong rồi mày thả ở đâu rồi, mày mua đấy chưa? Mày mua cái này chưa? Mua cái đỏ đỏ nhá. Ừ, mua đỏ đi. Thôi thôi, dồn ra này đi. Dồn ra đi. Mày ăn súp rừng bạch rồi. Ôi! Đâu rồi? Ô, sao tao vẫn thấy gì đâu? Ô, 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 tôi nhảy xuống cái khu à cái khu ấy này cái khu để lấy cái khu để đến cái khu ấy đấy đi đâu đi đâu tôi bình tĩnh mười hai sách tôi nhặt được cái sách ơ sao tàng hình này sách gì giờ từ từ bình tĩnh đang giữ ngón à cái này em nhặt rồi gà. Mình nó không lấy được cái hồi máu à? Gì không? Mày không nhặt hết rồi. À, tối đa lên là có 100 thôi. Tối đa lên có 100 máu thôi, không nhiều lắm. Thế là được, kiểu cả. Trần nó phải lên được 1000 máu. Ôi giời, à cái mắt này. Ui thôi, không cầm mày không? Không. Ui đéo hiểu ạ, cầm thì đéo cầm. Cầm đi thôi, chưa sắp gì rồi. Cứ mở thêm đi. Nó còn có cái ấy này. Đổi một item lấy tôi đổi nhỉ? Đổi một item lấy cái chìa khóa này tôi đổi được. Chìa khóa để mở chị này. Đâu? Tôi có chìa khóa mở chị rồi. Không, tôi cứ lấy nó bảo là đổi một cái item lấy chìa khóa để đổi lấy cái chìa khóa. Tôi đổi một phát. Tôi đổi một phát. Đấy, đây có này, năm rồi. Mạnh. Có bị đi nhặt cái dương đấy. Tôi mày quá, tôi hùng mẫu á. Giờ mình đổi phát rồi, mình sẽ bắt được. Tôi mất cái cầu, mình thoải mái. Mất cái cầu thì không to lắm. Quái, thằng Bình mẹ nó có cái đồ kia nó farm tiền nhanh quá. Rốt này, rốt này. Bóc đường tiền. Tiền mẹ thiếu à? Thiếu. Mà hack đồ, một hack kinh này hack thành vãi. Có thì mẹ vừa mới mất cái cờ đi lại, cái cờ nữa, chán rồi. Ủa đây rồi, hòm vàng đây rồi, xem được cái gì? Ủa, đâu, cái đàn mà, đi. Đi. Màu hồng vàng ra được khối cái đàn. Cái đàn này có tác dụng gì bây giờ? Bình với nhau căng quá vậy. Bình ơi. Là cái cây ăn thôi. Cái thanh sư chiến binh này 400 tiền đã thế. Đánh nhau ở đâu ấy cho tôi ra đánh với. Chả thấy quái vật đâu. Có
Drone gì đây? À, drone thả bom. Được 400 đồng, mở được cái drone tối mai vào. Trên này có cái chỗ swap đồ này, ai có cần swap này không? Swap. Ừ, biết thế mình nhặt mấy cái đồ bất lợi phía trước. Swap. Vậy. Đèn, mấy chó. Thắc mát mà có ít quái rồi đi nhỉ? Mình với tôi giết hết rồi. Rồi cái mắt đang có liên quan nhau. Killing drone ngay. Đồ cái hoa này ạ. Ôi lại khẩu súng này ạ. Lắm khẩu súng chứ. Ngon, tôi được đồ gọi drone ạ. Ai ai ai, mất tiền đọc cây mà nếu được cái gì à. Ôi, hai phát không ra gì này. Chết mẹ cả tiền rồi, ra cha quá. Trời ơi, game là lừa rồi. Ừ, lại được thêm một cái băng đạn nữa. Mà tôi tích được 6 phát bắn cùng lúc rồi. Còn 2 không hết đạn nữa. Giờ tôi cũng chả khác được bắn sao ạ. Giờ tôi cũng chả khác thì có bắn sai. Xả bèn. Ôi, mắt này có cái cầu vật này. Cách nào đi. Cái gì? Cổng nó không vào được. Ôi, em thấy cổng ra. Máy thật cuối, từ đầu rồi. Máy cái gì nhỉ? Cổng mẹ cái máy quét tìm hồi nãy. Cảm giác ít quái mà ai chả thấy quái đâu mà đánh. À, có một cái ấy đấy chưa? Nó lại có cái ấy. Cái gì? Có cái gì nhỉ? Có cái gì... có cái móng vuốt ấy, có lấy không? Vuốt nhỏ móng vuốt ấy. Móng vuốt để tăng độ khó cho game ấy. Em lấy rồi. Em lấy rồi, đập khắp mặt ta, kêu nhá. Không tâm anh, tâm cả chung. Có bị con gì nó bắn vào đầu mà, chẳng thấy khoái đâu mà, có bị đánh vào đầu nhỉ. Này cái gì nhỉ? À đấy. À, ui lại kêu linh quái được cộng máu khó à đấy. Gacha. Ui gacha toàn tách thôi. Tiền ở đâu? Map thì đã ít quái không ra tiền rồi, còn gacha còn tách này. Cổng chưa?
được. Quái quá. Mày như một siêu nhân. Mày dưới cái bay lên đây như siêu nhân. Mà nắm đồ có loạn cả mắt. Chìm khỏe đó. Ông nhìn thằng mình nó lắm drone vãi á. Lấy hết drone rồi tất cả mà. Đúng ai đang bỏ à? Đúng ai bỏ hết à? 300 drone. Cái gì á? Súng nó hồi chiêu lâu lắm. Súng nó tao cũng vứt nam mà. Hồi chiêu lâu. Nam thì to thật, nam thì to kinh khủng luôn. Thôi lên mà cầm đi, không biết sao hết rồi. Ra cổng đi, cổng đâu? Cái gì đây? Quay quay làm cái gì? Quay xa rồi. Cổng đâu? Cổng đâu á? Ra cổng có mày. Đi ra cổng đi, đi ra cổng có. Cổng góc dưới ấy. Nó cổng nè. Quên rồi. Khó đấy, tập trung vào cổng đi, đánh thằng béo nữa. Chưa thấy không? Quýnh ngay. Cứ mở đi. Mở đi. Cổng độ khó cao đấy, mình cũng nâng cấp rồi. Nhanh đâu? Mình cũng nâng cấp trình rồi nè. Mở chưa rồi? Mở nhá. Mở cái này. Cái gì đấy?
kéo ai cũng không được bạn tượng à? Đâu? Không có nhớ mưa đâu ấy. Cậu bao nhiêu máu rồi cậu? Tôi 9... 7... Còn một cái đàn này cậu không? Cái đàn này có tác dụng gì vậy? Không. Bệ thằng mình, đó chết. Đàn có tác dụng là... Và âm nhạc của anh ta là... nhạc điện tử. Chúng nó đổi nhạc ra tình nhạc điện tử đó nha. Đấy, ông nghe đi. Thôi sao mình đấy được đấy hả? Mấy tác dụng của nó nè. Đi cái gì? Đứng vào cái vòng tròn đi. Nhấn đi. Ra đây đâu? Đứng vào vòng tròn đi, ai bảo anh bấm đâu? Ấn vào trong vòng tròn nào. Đấy, vòng tròn đỏ ấy. Xong rồi rồi nào. Cái nói chẳng nghe cái đéo gì cả. Tôi 1.300 mẫu ạ. Đi làm rồi. Cái gì? Sao cứ đứng ở kia họ? Mày. Bên đó họ. Vậy bình thường map này có cái dương legendary mà nhỉ? Thôi cho mày gì đấy, mày có thèm. Vâng cái đàn này, vô đấy rồi đấy. Tôi còn trả ra cái áo ra cái đàn. Để tôi xem vào đấy đi chứ đi. À, bức hiu. Tăng khả năng hồi máu, đúng cái tao cần. Thôi ngoài đấy cái đàn thì thấy tốt. Cộng nha. Từ từ bình tĩnh. Tôi 4.000 1.344 máu á. Quay được kìa, bỏ đi luôn ta. Maximum heal. Đấy có phải không? Ngon, tôi tìm Tây Dương Legendary rồi mạnh ơi. Nhìn thấy chưa? 3.200 tiền. Nhìn thấy chưa? Bình 3.200 tiền. Bấy tiền à? Dương Legendary. Mà đèn đi. Được cái ấy. Teremon bị ngồi đắc thư á. Sao? Được cái đồ kìa. Đắc được đi. Khi mà giết địch thì triệu hồi cái ấy. Triệu hồi mấy cái con dao găm ấy. Để... Thôi đi. Thôi đi đâu. Tìm cái dương ngon này. Tìm phép. Tìm dương rồi. 3.200 tiền ạ, vãi đái, tí nữa được không đủ. Đấy, thả con chân sắt bắt con cá voi ngay đường ạ. Cái máy này có đi đúng không chứ không? Thôi, trời trời trời. Thôi thì không? À, cái này, không cái này tăng thêm máu này đi. Cái gì? 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 Cái gì?
Cái gì này? Cái này mẹ lần đầu tôi thấy mẹ, đây là cái gì Star gì trong Star Wars nhỉ? Có mà Death Star. Con này mình còn có thể là bắt nó làm đẻ. Còn khi mà mình đánh con robot ở trong con map này nó mất. Nhưng như có khả năng đánh à, gọi con robot này ra không phải bắt nó làm đẻ. Bay được. Anh nhìn tôi bay theo đây. Dài thì ghê nhưng mới không phải à? Người ta tính năng đấy. Thôi cái gì đây? Đồ này. Đấy thôi, đồ hồn máu không lấy à? Lấy cái tiền. Ôi, lấy cua này, lấy lưỡi cua không anh? Lấy đồ kinh hoạt hay rồi thì đồ kinh hoạt đấy. Thì thôi, cần tiền. Tôi có cái này khá ngon rồi. Lấy cái cầu có cái gì không? Cái đồ gọi drone này phế vãi, chả thấy gọi ui, ra cái gì. Ui, khủng bố băng à? Bay từ trời đánh thôi. Toàn tầm ngầm nữa nè. Ờ, à, lại đồ kích hoạt này. Đồ kích hoạt vàng, à đồ kích hoạt này, đấy này. Đồ kích hoạt này. Tôi gọi nhá. Đám này.
vào luôn. Trận chiến trên không ạ. Còn chị này mạnh mà gọi nhé. Dạ, còn chị gì? Từ từ, từ từ, con đồ không? Còn nhiều không? Còn nhiều không? Đi rút đi, tiền nhiều mà. 3.000 mấy tiền, 4.000 tiền. Equipment này. Bỏ một cái equipment, à cái đồ. À cái drone kích hoạt, drone kích hoạt này. Từ từ để đâu, để, nó, đây, đây, đây. Ai có đồ kích hoạt mà ấy không? Tôi rồi cua đỡ kiếp này, đấy mở đi xong rồi ra ra chỗ ấy, đây tôi bên này mở đi xong rồi ra cho lấy lại đồ kinh hoàng. À đây á, nghe đồ kinh hoàng con này, con đây còn em. Ôi lồng vũ ngon, để ba bọc luôn. Ra cho án đồ kinh hoàng lấy xong rồi ra lấy lại lấy cho anh. Đang con drone thì đây, con drone đây mà. Đâu? Đâu đâu? Thấy thằng Bình nó ra lấy rồi. Mẹ! Mẹ! Cái màu pink chỗ vậy đấy. Pink đấy là cái đồ kích hoạt. Để kích hoạt thì thiếu thì nó không thể chứ. Rồi con 6 cái nhỉ. Ôi thịt mẹ đồ kích hoạt ạ. Ôi máu ạ. Đồ ra đồ vàng. Ôi
Ôi nó bắn đau quá. Ôi ôi ôi. Đâu có cả lũ rồi, nó quay nó bắn mình mình này. Đau đau. Đi nó hết rồi. Đi. Mày đâu hết rồi. Rồi một con đi. Ba con kia rồi. Cái thứ bọn này không được kéo. Đâu có nên qua mát. Cái cổng đâu? Cổng ở đâu? Tốn đấy, tốn thời gian đấy quá, chẳng làm sao mẹ quanh. Sao còn đi? Ai nhìn cái cổng đi tên đây. Được giống em mày nói gì đâu mình. Đâu cổng ở đâu? Không thấy cổng chưa? Chưa. Đâu? Em thấy có cổng. Đâu? Ping lên. Quay khoai đi con đánh. Mấy giò ghen đâu anh giò đi em nào. Nhìn mấy giò tôi cho con bot rồi mày. Tôi tự động kích hoạt cho tôi kích hoạt kìa. Cầm đấu Vinh. Kích hoạt đi. Đây ping lên thế nào. Đây nhưng mà kéo thấy đâu. À đây 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 chứ đâu. Đây. Này. Cái hoạt đi như thế ra. Đi ra đây đi. Úi trời ơi, thật là con đồng một cát. Ui cái gì đấy, ui. Gì đấy. Quay gì đấy. Thật cầu. Ôi trời ơi. Xe có chết à? Chết rồi. Còn nó thế nào? Đồ này. Ôi lông hũ á. Mỗi một cái đi. Chờ một cái kia kìa. Đây lấy. Đâu đâu. Ai chưa lấy thì lấy. Lấy rồi. Trời ơi nhảy ở bụng phát không à? Đéo rồi, đại kiếm truyền thông à? Thì này nó không bị sao à? Đấy, mấy quét đấy. Đấy, cứ trổ chính anh nó bị sao à? Không. Trông gì, quay quay quay.
Quý Anh cũng bay trên trời bắn. Kinh mà. Đại chiến các vì sao mẹ này. Gì vậy? Gì vậy? À cái nối này, cái nối này. Còn cái nối. Không có. Không anh trong đấy thì được bao lên. À có cổng Luna này, vào cổng Luna nhá. Ôi đừng vào cổng Luna. Thì chuyện ấn mẹ vào rồi. Quân mẹ vào cổng Luna đi ơi. Không nói sớm. Còn. Ý còn. Tôi cũng mất tay rồi. Ô cái gì đấy? Ô đây không phải cổng Luna. May quá, tôi bấm vào cổng kia kịp lúc rồi, nhưng nó vẫn tính cổng kia. À thế à? May quá. Cái này quá. Cái này, đại chiến rồi luôn này. Trên trời đi, chứ không có drone vô nó lắm.